Ok, cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các bác, các anh đam mê chơi PCB. Hôm nay em lại giới thiệu cho bác một cái mẫu laser, ba cái mẫu, bốn cái mẫu laser nhé. Đặc biệt là hôm nay các bác nào mua sẽ có lộc lá cho các bác nhé. Đấy, đấy là các bác mua laser. Thì các bác mua một sẽ được tặng một các bác nhé. Các bác mua một laser sẽ được tặng, các bác mua hai sẽ được tặng một laser. Đấy. Để em giới thiệu chi tiết cho các bác từng mẫu và em sẽ báo giá công khai cho anh em luôn nhé. Đấy. Cái laser thì hôm nay em về giới thiệu cho các bác đầu tiên là giới thiệu cho các bác và anh em, đây là cái mẫu laser này, laser ống các bác, laser ống này, đây ống này, cái này thì là chạy bằng 3 quả pin các bác nhé, chạy bằng 3 quả pin là cái thứ hai. Con này xem nào, nó có dây 11 và dây 20 cho anh em nhé, có dây 11 dây 20. Nếu các bác nào thích lấy cái kẹp nòng thì bảo em để em đổi cho bác kẹp nòng. Cái này là kẹp dây nhé. Đấy, các bác thích lấy kẹp dây thì lấy, thích lấy kẹp nòng lấy nhé. Cái này tia đỏ nhé, tia đỏ anh em chơi đêm cực kỳ là ok. Giá con này rất chi là rẻ, rẻ như bán rau ở chợ các bác nhé. Đấy. Giá của con này là 120.000 các bác nhé, 120.000 con laser ống này các bác nhé. Đấy, giá rẻ giật mình luôn. Em cũng không ngờ là lấy cái loại này nó rẻ đến thế. Thì chỉ có 120.000 nhé, các bác sở hữu ngay một con laser ống nhé. Đấy, con này thì phụ kiện nó chỉ có một cái kẹp dây như này thôi các bác. Các bác nào lấy cái kẹp nòng thì em đổi kẹp nòng cho các bác. Đấy, còn ở trong này thì pin cúc áo nó không sạc được nhé. Ở đây nó có hai cái nồng rác để các bác chỉnh tâm chỉnh tia nhé. Đấy, còn nếu các bác nào muốn nâng cấp nên lấy cái loại đời cao hơn thì các bác có thể lấy cái loại laser đầu đạn thì nó sạc được các bác nhé. Loại này không sạc được hết là mình phải thay, nhưng mà giá nó rất là rẻ, rẻ tột quần luôn các bác nhé. Giá 120.000 đây. Còn em giới thiệu cho bác đây là mẫu laser đầu đạn nhé, laser đầu đạn tia xanh này. Con này thì nó có đầy đủ kẹp dây, kẹp dây 11 dây 20, trong này có kẹp nòng, có cả sạc các bác nhé. Đây, sạc thì nó dùng quả pin như thế này các bác nhé, quả pin như thế này các bác sạc hết pin các bác lại sạc. Đấy, rất là tiện. Cái mẫu tia xanh này em đang bán khuyến mại cho anh em nhé. Mẫu tia xanh này bán khuyến mại cho anh em là 280.000 các bác nhé, 280.000 laser đầu đạn tia xanh. Đấy. Còn bác nào mua hai laser nhé, mua hai laser em sẽ tặng các bác một viên pin như thế này nhá. Mua hai laser tặng một viên pin như này nhá. Đấy, đấy là quyền lợi của anh em khi mua laser bên em nhá. Đấy, đây em vừa báo con tia xanh này nhá, giá là 280.000 các bác nhá. Đấy, các bác nào muốn lấy tia đỏ nhá, các bác đi chơi đêm các bác nên lấy tia đỏ, các bác chơi ngày mình lấy tia xanh nhá. Con nào lấy tia đỏ như này nhá, tia đỏ như này thì xem nào, phụ kiện thì nó cũng như con tia xanh nhá, nhưng giá con này mềm hơn. Con này là 250 các nhá, 250.000 laser đầu đạn tia đỏ, tia xanh là 280.000. Em bán cho bác giá này, em cam kết các bác là giá rẻ nhất trên thị trường nhá. Các bác thấy chỗ nào rẻ hơn em sẽ tặng cho bác một cái laser cùng loại, ok chưa? Đấy, đấy là cam kết bên em đưa ra các bác. Em khẳng định các bác là bên em bán giá rẻ nhất trên thị trường, không đâu rẻ hơn đâu nhé. Các bác đi tìm từ Bắc vào Nam, từ trên rừng xuống dưới biển nhé, từ miền xuôi cho đến miền ngược nhé, không có chỗ nào bán rẻ như em nhé. Em khẳng định các bác, em bán cho bác giá này giá quá rẻ so với quy định rồi nhé. Đấy, đây lên cho bác cái mẫu thứ hai. Cái mẫu này laser to nhá, cái mẫu laser to các bác nhìn rất chi là hầm hố nhá, hầm hố nhìn xịn xò ra phết đấy đúng không. Cái này sẽ có kẹp dây cho anh em nhé, cái này kẹp dây 11 này. Các bác nào lấy chơi condo thì mình lấy dây 11, bác nào chơi FX thì các bác lấy dây 20 nhá. Có kẹp dây, có kẹp nòng các bác nhá. Đấy, cái này thì có cả đuôi chuột này, có cả một cái sạc nhá. Đây, lại báo giá cho các bác nhá. Tia đỏ là 320.000 nhá. Tia đỏ 320.000 laser xanh nhá. Laser ống to nhá. Con này chống mưa cực kỳ tốt, các bác chỉnh tâm chỉnh tia các bác vặn hai này ra. Vặn xong các bác xoáy vào. Các bác chỉnh lên xuống thì vặn đây, chỉnh tia thì vặn trong này nhá. Đấy, còn con này thì con laser xanh thì nó cũng laser to như thế thôi. Mỗi tội là nó màu xanh thì anh có thể đi chơi ngày rất chi là hợp lý. Đấy. Con màu xanh thì hiện tại đang được bên em bán với giá 350.000 các bác nhé. 350.000 các bác sở hữu ngay một con laser to màu xanh. Các bác nào muốn mua laser, các bác có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến ba đầu số trên của shop nha. Ví dụ các bác thích cái con laser ống này, các bác bảo em ơi bán cho một con laser ống giá là 120.000 nha. Hoặc con đầu đạn tia xanh này thì giá 280, tia đỏ là 250. Laser ống to này nhá, laser ống to là 300, đỏ là 320, xanh là 350 các bác nhá. Đấy. Cái này thì đến nơi, anh em được quyền kiểm tra hàng, tia hàng trước khi nhận nhá. Bên em sẽ lỗi đâu bảo hành cho bác đổi một trong vòng 1 tháng nhá. Đấy. Các bác nào muốn mua thì có thể gọi điện alo trực tiếp đến ba đầu số của shop nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau.